dầm rũ tin Lisa lén lút, hẹn hò với thái tử khôn, bằng chứng không thể nào thuyết phục hơn. Có thể nói, một trong những cặp đôi được ship nhiều nhất showbiz hoa, hàn nửa năm đầu 2020 là thái tử khôn và Lisa. Cặp đôi trở thành huấn luyện viên của show truyền hình thanh xuân có bạn, và nhanh chóng nhận được tình cảm mến mộ và ghép đôi của đông đảo cư dân mạng. Rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi đã bị dân tình super soi, từng ly từng tí, đồng thời cũng có không ít nghi vấn cặp đôi hẹn hò. Trong một diễn biến mới nhất, netizen đang có trong tay một bằng chứng nghi vấn cặp đôi Kunsa bí mật hẹn hò với nhau. Cụ thể, vào hồi tháng 4, Thái Từ Khôn có đăng một bức ảnh mờ ảo chụp cùng nền trời bình minh. Điều đáng nói, netizen soi được bức ảnh này có nhiều điểm kỳ lạ. Bức ảnh được Thái Từ Khôn đăng tải trên Weibo vào tháng 4. Cụ thể, ở góc ảnh bên phải, nhiều người nhận ra những vệt sáng lóe lên, cộng với đó thành cửa sổ nơi Thái Từ Khôn chụp cùng lại không thẳng, có dấu hiệu cong vênh. Cộng với màu sắc bức ảnh này, các fan cho rằng đây rất có thể là ảnh chụp phim. Trong khi đó, Lisa vốn nổi tiếng là tay chơi máy phim, đình đám cuộc Miss với gia tài khủng, cùng với đó là vô số bức ảnh phim được cô nàng khoe khéo trên mạng xã hội. So sánh bức ảnh Lisa từng chụp và thái tử khôn đăng tải, các fan còn phát hiện ra trên ảnh có nhiều vết trắng giống nhau. Do đó, có nghi ngờ cho rằng chính Lisa đã chụp ảnh cho thái tử khôn, cặp đôi có gặp gỡ, hẹn hò với nhau. Chỉ có đôi mắt cú vọ của netizen mới nhận ra hai bức ảnh tưởng chứng không liên quan, đến nhau này lại liên quan không tưởng. Trong ảnh đăng tải ngày ngày 25 tháng 3, ảnh của Lisa cũng có nhiều vệt sáng. Trong khi Lisa vốn nổi tiếng, trong giới về khoản chịu đầu tư mua máy phim và chăm chụp ảnh khoe mạng xã hội. Không dừng lại ở đó, theo thông tin về các chuyến bay của Thái Tử Khôn, vào hồi đầu tháng 1 năm nay, nam ca sĩ có một chuyến bay tới Seoul. Ảnh sân bay của Thái Từ Khôn cho thấy anh mặc một chiếc áo ho đai màu đen, hoàn toàn trùng hợp với ảnh tháng 4 anh chàng đăng tải. Ngoài ra, tấm hình mà Thái Từ Khôn chia sẻ bị các fan nghi ngờ chụp tại Seoul, bởi khi tìm cụm từ bình minh Seoul trên Instagram, có kha khá ảnh của nhiều tài khoản khác nhau chụp với phong cảnh tương tự. Liệu đây có phải là manh mối cho việc cặp đôi lén lút hẹn hò với nhau hay không? Thái Từ Khôn xuất hiện tại sân bay sang Seoul hồi cuối tháng 1 năm nay. Tấm ảnh hoàng hôn Seoul được các fan tìm ra có điểm giống với ảnh Thái Từ Khôn chia sẻ. Trước đó, vào ngày sinh nhật của Lisa 27 tháng 3, cô nàng có đăng một bức ảnh chụp bầu trời trong xanh với ánh mặt trời rực rỡ. Trong số thanh xuân có bạn, huấn luyện viên Ella từng hỏi Thái Tử Khôn rằng: "Ai là mặt trời của em?" Bài đăng của Lisa vào ngày hôm qua, chung với câu hỏi của huấn luyện viên Ella trước đó. Đáng chú ý, vào đúng ngày sinh nhật của Lisa, Thái Tử Khôn lại chia sẻ một đường link bài hát tạm dịch: "Chính em" Đây được cho là câu trả lời cho bức ảnh bầu trời trong xanh mà Lisa đăng tải. Bài đăng đầy ẩn ý của Thái Tử Khôn vào ngày sinh nhật của Lisa khiến dân tình nghi ngờ anh chàng tỏ tình với Lisa. Hiện tại, cả hai nhân vật chính đều chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào. Nguồn Weibo. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.